Lee Seung-gi lột xác gây ngỡ ngàng màn tái xuất màn ảnh trong The Loud Cafe quá ấn tượng. The Loud Cafe đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Lee Seung-gi và Lee Si-yeon sau thành công của Hoa Du Ký. Đã qua 4 năm nhưng họ vẫn là couple được fan yêu thích cuồng nhiệt nhờ mức độ đẹp đôi và chemistry tràn màn hình. Sau Little Women của Kim Go-eun với mở đầu ấn tượng, phim hàng tháng 9 tiếp tục chào đón thêm một tác phẩm mới là The Loud Cafe, quán cà phê luật của cặp đôi Lee Seung-gi, Lee Si-yeon. Không thua kém gì Little Women, The Loud Cafe cũng có một sự mở đầu rất hoàn hảo. Ngay tập đầu lên sóng, rating phim đã cán mốc 7,1%. Đáng tiếc ở tập 2, con số lại giảm nhẹ xuống mức 6,6%. Tuy vậy, thành tích này vẫn giúp The Loud Cafe đứng top đầu trong khung giờ lên sóng của nó. Tương tự, những bộ phim khác khởi đầu của The Loud Cafe cũng chủ yếu mang tính chất giới thiệu các nhân vật. Nàng là Juri Lee Se-yeon, một nữ luật sư xinh đẹp, tự tin, rất cá tính với gu ăn mặc màu mè. Chàng là Jung-ho Lee Seung-gi, một thiên tài ngành luật nay đã thất nghiệp và sống bằng cách cho thuê khu nhà của mình. Trong quá khứ, hai người từng chơi chung trong một nhóm bạn thân 4 người, thậm chí giữa họ còn nảy sinh tình cảm đặc biệt. Thế nhưng mọi chuyện bất ngờ dừng lại khi Jung-ho cố tình tạo khoảng cách để rời xa Juri. Hiện tại họ vô tình gặp lại nhau do Jung-ho chính là chủ tòa nhà mà Juri thuê để mở quán cà phê. Nội dung không quá mới mẻ nhưng hai tập đầu The Loud Cafe vẫn được đánh giá rất cao. Vì các nhân vật giới thiệu bằng cách tự kể về mình trước ống kính giống như một cuộc phỏng vấn khiến khán giả có thể có được những góc nhìn trực diện và cụ thể hơn. Thêm vào đó, tuy mang màu sắc tươi sáng nhưng hai tập đầu cũng úp mở không ít sóng gió phía trước với cặp đôi ngành luật khi rất có thể việc Jung-ho bỏ đi trong quá khứ có liên quan đến án oan của bố Juri. Đặc biệt, khán giả rất thích thú với màn lột xác của cả Lee Seung-gi lẫn Lee Si-yeon. Nếu mấy năm gần đây, Lee Seung-gi toàn nhận những bộ phim mang màu sắc u ám thuộc thể loại tâm lý nặng đô, thì ở The Loud Cafe, anh lại lột xác thành anh chàng bá đạo vui vẻ, thường xuyên xuất hiện với bộ đồ thể thao màu tương ớt vô cùng nổi bật. Trong khi đó, Lee Si-yeon dịu dàng nhẹ nhàng mọi khi giờ đây lại hóa cô nàng cá tính, lầy lội và màu mè. Nhiều khán giả phần nào chưa quen với giao diện mới này của cặp đôi nhưng vẫn tỏ ra vô cùng thích thú. Lee Seung-gi là một trong những diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Xuất thân là ca sĩ nhưng anh cũng bỏ túi kha khá tác phẩm ăn khách. Những bộ phim nam tài tử tham gia như Bạn gái tôi là Hồ Ly, Cửu gia thư, Vagabond, Mall liên tục lập thành tích ấn tượng, đồng thời tên tuổi của anh cũng bay cao bay xa ở cả trong và ngoài nước. Bên cạnh việc là nghệ sĩ nổi tiếng, ít ai biết Lee Seung-gi còn được phong danh hiệu mới. Nam diễn viên điển trai đã được người dân xứ sở Kim Chi ưu ái mệnh danh là Thần chống bão. Ở Hàn Quốc, cứ vào mùa mưa bão, người dân sẽ chọn một người được đồn là có vía kiểm soát thiên tai. Năm nay, xứ sở Kim Chi cũng đang hứng chịu cơn bão Hinnamo gây mưa lớn diện rộng. Trong số những ứng cử viên, người được dân chúng tin tưởng giao phó trách nhiệm cao cả này là Lee Seung-gi. Sở dĩ nam tài tử được chọn làm thần tránh bão là nhờ vào những câu chuyện vô tình trong quá khứ. Cụ thể, Lee Seung-gi từng phải tới Nhật Bản để quảng bá phim vào năm 2011, nhưng vì xung đột lịch trình nên anh không thể bay sang nước bạn. Đáng nói, không lâu sau đó, xứ sở mặt trời mọc bị động đất lớn. Một thời gian sau, Lee Seung-gi tiếp tục phải sang Nhật để thực hiện công việc. Đúng lúc này, Hàn Quốc bị mất điện diện rộng khiến cuộc sống của người dân chịu ảnh hưởng lớn. Sang năm 2012, nam tài tử vừa bay khỏi Hàn Quốc thì bão Bolaven xuất hiện. Nhưng khi đến khi anh trở về quê nhà, cơn bão đã dần dần suy yếu. 4 năm sau là năm 2018, khi bão Solik đổ bộ Hàn Quốc thì Lee Seung-gi cũng có lịch trình tại Mỹ. Và giống như năm 2012, khi anh trở về, cơn bão bất ngờ suy yếu rồi dần dần trở thành áp thấp. Có thể thấy, Lee Seung-gi gặp rất nhiều vận may trong việc tránh bão. Vì vậy, khi xuất hiện thiên tai, truyền thông còn liên tục đặt ra câu hỏi Lee Seung-gi đang ở đâu. Điều này chứng tỏ công chúng đã đặt nhiều niềm tin với nam tài tử trong việc phòng tránh mưa bão. Đồng thời, người dân Hàn Quốc cũng ngầm coi nam diễn viên như một vị thần hộ mệnh trong các đợt thiên tai.